Sáng ngày 27 tháng 2, Ủy ban nhân dân thành phố tổ chức hội nghị thường kỳ triển khai phương hướng nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội tháng 3 năm 2020. Dự hội nghị có đồng chí Trần Minh Nam, Ủy viên Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy, đồng chí Bùi Văn Phú, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố chủ trì hội nghị. Trong tháng 2 năm 2020, hoạt động kinh doanh hàng hóa, giá cả các mặt hàng trên địa bàn thành phố có nhiều biến động, tăng trưởng thấp so với cùng kỳ. Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ ước đạt trên 1,4 tỷ đồng, tăng 67% so với cùng kỳ. Giá trị sản xuất công nghiệp xây dựng ước đạt 307,6 tỷ đồng, tăng 4,5% so với tháng cùng kỳ. Trong đó, một số sản phẩm chủ lực tăng như chế biến hạt điều nhân tăng 14,08% so với cùng kỳ, nước thương phẩm tăng 1,2%, điện thương phẩm tăng 9,7%. Lĩnh vực nông nghiệp thủy sản được chú trọng, tổng sản lượng khai thác ước đạt gần 1.000 tấn các loại, tăng 1,2% so với cùng kỳ. Công tác phòng chống dịch bệnh trên gia súc gia cầm được quan tâm, đã và đang phun xịt thực hiện tháng vệ sinh, tiêu độc khử trùng môi trường trên địa bàn thành phố, nhằm hạn chế tình hình dịch bệnh trên người và vật nuôi. Các công tác văn hóa xã hội, y tế, giáo dục được quan tâm, chỉ đạo việc kiểm tra giám sát phòng ngừa dịch corona được thực hiện nghiêm túc. Đến nay trên địa bàn thành phố chưa xuất hiện trường hợp dương tính. Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Trần Minh Nam, Ủy viên Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy đề nghị Ủy ban nhân dân thành phố chỉ đạo các ngành địa phương tiếp tục tập trung công tác tuyên truyền phòng chống dịch bệnh trên người và vật nuôi. Đồng chí đề nghị văn phòng cấp ủy và chính quyền thành phố tập trung tham mưu kịp thời về công tác y tế, cụ thể tham mưu triển khai công tác phòng chống dịch viêm phổi cấp corona, dịch cúm gia cầm, song song đó sớm đưa vào hoạt động, tăng cường công tác vệ sinh môi trường, nạo vét các tuyến kênh mương trên địa bàn. Bên cạnh đó, tập trung công tác chuẩn bị đại hội đảng các cấp, trước mắt là tập trung tuyên truyền đại hội tại các địa phương được chọn tổ chức đại hội điểm của tỉnh và thành phố trên địa bàn. Phát biểu kết luận tại hội nghị, đồng chí Bùi Văn Phú, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố đề nghị các phòng ban ngành thành phố tiếp tục tăng cường công tác phối hợp, bám sát kế hoạch, chỉ tiêu thực hiện nhiệm vụ được giao trong phát triển kinh tế xã hội, duy trì công tác phòng chống dịch bệnh trên địa bàn, đặc biệt là chủ động có kế hoạch tại các trường học nếu học sinh trở lại lớp, đồng thời tăng cường kiểm tra, giám sát tình hình diễn biến dịch bệnh và số lượt khách du lịch lưu trú trên địa bàn. Song song đó, các ngành đơn vị liên quan tiếp tục phối hợp với các địa phương triển khai công tác phòng chống hạn trên địa bàn, tăng cường công tác tuần tra kiểm soát, đảm bảo ổn định tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn. Các phòng ban ngành tập trung hỗ trợ cho các đơn vị phường xã hoàn thiện báo cáo chính trị, chuẩn bị cho công tác đại hội đảng bộ các cấp tiến tới đại hội đảng toàn quốc.